Lần đầu tiên team Jun rất thích trải nghiệm tại Đà Lạt với quán cà phê mang phong cách Nhật như thế này. Ngay từ những bước chân đầu tiên thì mình đã cảm nhận được là nơi này sinh ra là dành cho chúng mình. Hôm nay thì mọi người chọn mặc những chiếc kimono và jacket lấy cảm hứng từ Nhật Bản. Khoan, dừng khoảng chừng là 3 giây chỉ muốn nói với mọi người là view ở đây quá là đẹp. Khúc này là mọi người di chuyển tìm chỗ để quay này, vác cái miếng lót ra ngồi cho đỡ mỏi chân cái đã. Rồi xem lại kịch bản và make up sương sương. Ôi giời, hai bạn diễn rất sâu nhưng bên trong không có nước. Ở đây thì có rất là nhiều góc quay nên là mỗi góc thì chúng mình sẽ quay một tí. Nói chung là hôm đấy chúng mình đã tận dụng được tất cả các góc để quay chụp. Và sau một hồi múa may quay cuồng các kiểu con đà điểu thì đây là thành quả của tụi mình.